ngộ không? Ngộ không, hãy xổ số đi con. Đây hành lý anh mang, tay cầm thương rất mưa. Nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không nguôi. Đường thính kính còn xa quá, dẫu bao hiểm nguy gian khó. Ngày tháng cùng năm trôi dần, lòng lo lắng không yên. Biết đi hướng nào về đâu. La 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 la. Thấp thoáng nơi chân mây biết phương nào. Thấp thoáng nơi chân mây tía xa mù. Về tìm chúng còn quá xa, bao khó khăn vượt qua. Đường tìm chúng còn quá xa, nguyện không lùi bước, khó khăn ta vượt qua. 33, 33 cho vui, 33 cho vụ, cho vụ, 33. 33, 33 tới lượt ta, tới lượt ta. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai. Chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong. Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ thành hai lai. Con số hai, con số hai. Trai quê thì sao, chẳng lẽ anh không biết đơn biết đau. Chắc cũng do anh nghèo nên bây giờ em vội vàng ước mau. Thà như lúc ban đầu hai ta đừng hẹn thề với nhau. Giờ em muốn làm sao, em yêu ai anh cũng không âu sầu. Trai quê mà anh trái tim không biết dối biết gian, chỉ biết yêu chân thành yêu ai rồi anh một lòng thủy chung. Giờ em đã không cần, thôi anh đành gạt nước mắt anh. Chúc em đi yên lành, mong là em sẽ không mắc sai lầm. Số 15, số 15, số 15. Ôi giời ơi, người ta nói có chồng đẹp trai là sướng, em chẳng thấy sướng tí nào các ba bà. Bởi vì chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề. Bởi vì hào hoa cũng là người yêu đào hoa. Số 13, số 13, gạt đất nha, gạt đất nha. Số 13 rồi cờ ra là con mấy, còn mấy cái gì ra. Nằm nghe cô đơn, thoáng bước trong buồn. Giơ bút về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng nhiều cây đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Số 16 em anh chị ơi. Chị em ơi đừng buồn nữa, đi du lịch Tây Nguyên chị em ơi. Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa. Sóc bom bo rộn ra tiếng chài khua. Bông con ra dòng đê đồng đưa. Giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.
cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ. Sống bom bo sẵn có chài đây, người bom bo sẵn có đôi bàn tay, với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày. Còn số bài, còn số bài, còn số bài. Cái gì mà đi lên tới miền thượng trở như bà nội? Theo tôi về Bạc Liêu nè. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi, cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người. Con 30 đấy nha, người yêu xỉu chủ cũ tới anh rồi kìa. Ủa, tới anh rồi hả? Vậy anh hát nha. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình xôn xao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mang mang như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chiêm bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình cho đi cho từ lúc quen sơ, cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi, nên ngập ngừng mãi mãi môi tình cơm. Là con số 5 y nguyên. Oh yeah. Anh ơi, ơi. Người gì mà hát này cưng quá. Gì hả? Nghe chồng thấy ghét ghê. Anh lại đóng 10 với em nè, nha nha nha. Chắc tôi chết quá. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa trên miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Còn mười nguyên, còn mười nguyên, số mười nguyên đúng quý vị. Nè, con chim sơn ca bé nhỏ của lòng em ơi, một cơn mưa rừng thì làm sao có thể hại được chị. Em dái trời chứ có một cơn sóng thần thì mới cuốn chị ra khỏi khu rừng này. Ở đây chỉ có bảo châu bông bí vàng này thôi. Đi vô. Bây giờ trầu xanh vượng trầu, cao trộn hoài cao, mà mẹ cha không ngó xuống. Gió thổi năm non mà mẹ cha chưa má trong lòng. Hai bông bí em trồng, anh đem luộc cầu xin. Bây giờ trời mưa ngập ruộng, thương muộn con thương. Cuộc tình duyên trôi theo dòng nước. Bí trộn bông tôm một dạng bông, không muốn ai bông nào nhớ thương nữa cuộc tình. Sao nghe ruột quặn đau. Ôi da, ôi da đau quá. À đau, 26 em bị đau, lòi ra mau, lòi ra mau con 26 gạch lễ vô. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay. Đã sung trận thì năm người như một. Con số một. Ủa sao tôi kêu bài này đoán hậu vậy ta? Thôi lỡ rồi gạch luôn đi. Cái bài này nó ngắn y như anh vậy đó anh Phước. Nghe lời gào kéo vang, ai cứu tôi nơi núi đồi hoang tàn heo hút. Số thân qua cam đành xót xa, cầu người ơn xin cứu cho tôi. Đau thương thân nữ nhi, chúng kinh đô gặp loài mạng tra. Hắn treo hoa gieo sầu tâm tư. 44 là 44. Trời ơi con mẹ lộn, kêu gì mà cao quá vậy. Tới ốc bớm kêu nè. Xưa
xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một sai nhân, vua sao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đen cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Còn số sáu, còn số sáu, hoàng hậu đẹp như ánh sao. Còn số sáu, tới em kêu nha. Ý, con số gì, con số mười gì nè. Nghe em kêu nha. Ngày anh gặp đôi mắt long lanh, lần đầu anh lạc trong khổ mê say. Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp, vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay. Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ, chờ cho mau qua đêm dài tăm tối. Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay, chỉ có em nhìn sống như đêm nay. Số 17 nha, 17 đẹp gái con bà 7 luôn. Gạch đất vô bà con ơi. Số 17 gạch đất vô đi bà con. Bây giờ Nguyên chuyển qua hát hồ quảng á nghe. Xin ai hiểu đời qua, dù sao cũng kiếp gian không. Chìm đắm trong lưới tình khi đã yêu thương chàng. Đời buồn thương vì ai, trời cao khiến xuôi nghiệt cay. Ai hiểu dùng cánh hoa bọt bèo, ơn ghi khắc vào tim. Đã chốt yêu nhau rồi, nếu phân ly cách xa dương phàm. Số 18, câu 18 nghiền. Bánh bèo mà chảy nước quá má ơi, lẹ lẹ đi tôi kêu. Thức tròn đêm nay để nhớ thương anh. Sương rơi lạnh căm cảnh vật im liềm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình trúng vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay. 27 gọi tới con ú nó kêu. Chung nhắc chi vậy bà nội? Để tối bà lén qua bà léo đầm tôi bờ mặt hả? Ngựa hà, thôi tôi hát tiếp. Nàng là chính nữ, tóc buông kín đôi vai gầy. Một làn môi đỏ, mắt chưa văn vương vì ai. Chân son gót nhỏ, đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đã an bài. Số 12. Trời đất quỷ thần ơi, con gái gì đâu mà thấy cưng quá trời quá đất vậy. Cái kiểu này làm sao trai nó chịu nổi đây trời. Dòng thời gian mang những thăng trầm trong đời ai biết ra sao. Ngày vui như mây khói vút bay xa dần thời thơ mộng cũ. Ta mong quên đi thời gian cho ta vui cuộc đời dù đời đắng cay. Ta mong quên đi nỗi đau vây quanh ta đã bao ngày vẫn không nhạt phai. Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài, nỗi nhớ vẫn mãi dâng cao. Trong ta bao nhung nhớ lên trời vời, ai biết chăng lòng này một trời những phong ba. Con 23 ý, gặp lại ảnh nữa kìa. Trời, tôi ghét, tôi ghét. Tại sao trên đời này lại có một con người cái tướng thấy cưng dữ vậy cậu? Tình cờ em gặp lại anh, ta đi chung trên một chuyến đò. Con đò chiều đưa khách sang sông. Thôi mà, đừng có giận vậy mà. Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mang nhớ chuyện hôm nào. Để đò chiều sóng vỗ lao xao. Em nôn nao. Ê, sao nữa? Em gây hao. Rồi sao? Em sẵn sàng. Ừ. Ủa, có số bà nội 36, em xôn xao. 36 con nhỏ tào lao nó vừa kêu. 36 tới em kêu bảo chú kêu mọi người ơi, sẵn sàng chưa?
rồi, xe cổ đón đưa anh ơi rủ em đi anh ơi. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa, quên mất tiêu rồi. Cầu dừa anh chạy trước em sao, anh cùng em quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà, cây khế sau ngó trèo leo cùng cười. Con 20, hai con đồi ươi đang ngồi cười. Con 20. Trời ơi, bài gì đâu mà nghe không có đàn ông chút xíu nào đó. Nghe cái bài tôi hát là cái bài này mới đàn ông nè. Hát tôi nghe thử coi đàn ông cỡ nào. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Cái gì vậy mẹ? Lông nhông ngoài mưa lắm lem buồn lầy. Đàn ông đó hả? Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu. Trời, vô tư chạy theo lũ bạn thật hiền. Bóng sao bạn bà con ơi. Từng chiều giống chơi tháng ngày. Phù vợ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Năm mười sáu thấy bà này tôi hát đàn ông không? Gạch đứt cái đi chị Sáu ơi. Cỡ này là chị thấy cưng đàn ông gần bằng chị rồi đó. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi khói đốt đồng để ngắm mùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. 46 con 46 mẹ ơi ngưng nhổ tóc bạc gạch gạch vô dò số đi mẹ yêu ơi. Người ơi kiếp tâm giả tơ cho đời nặng mang nỗi niềm riêng lỡ làng giấc mơ kiếm tiền. Từng đêm đường khuya lê bước khóc cùng ánh trăng. Mỗi bước chân đi là mang theo bao niềm riêng. Xót xa thân mình sao còn nhiều bao cái đắng. Khác gì cùng đàn tơ chung phim là tình xa là con số ba. Sao con số ba là cờ ra mà con mấy lắng mà nghe lắng lắng cái mà nghe. Gạch gạch vô con số ba, gạch gạch vô Lê Minh Lê Như. Trong giây phút xa nhau dẫn người trai đi rượu đào. Không đây nó sống đang chờ người đầy ước mơ toàn vẫn xin ghi nhớ do câu tiếng ai lên đường yêu biệt. Lời vàng xin ghi nhớ xin khắc ghi trên đường xa mang vào lòng một bụng. Nó sống ơi xin thề rằng mang chiến công về trên quê hương yêu dấu do câu tiếng ai dặm dài. Năm 12 năm 12 hay quá lô hay quá lô, nhắc lại một thời quá khứ hào hùng của dân tộc. Gã tích vô bà con ơi. Con nhỏ này làm như giỏi lịch sử lắm vậy. Thấy tôi hát hồ quảng hát theo á cưng. Tại chị hát hồ quảng hay quá mà. Giờ chị không hát hồ quảng nữa, chị đổi môn, chị qua dân ca Nam Bộ. Giờ số tiếp ngang bà con cô bác. Một mùa xuân tươi thắm trong ngàn lời trao gửi. Nắng xuân hồng đẹp thêm chút tình. Tình quyền ương đắp xây trong đời. Lá hoa đang reo gọi tiết trời vào xuân. Chúc ai được gặp nhiều may mắn và tình yêu sẽ thêm đẹp vào mùa xuân sang. Trọn đời yêu thương thủy chung tình nồng không phai. Có anh về nhà vui với nàng. Hẹn xuân sang sẽ thêm nụ cười. Lòng hân hoan hát câu chung tình. Con số 9 nghe mấy anh chị ơi, con này Quyên thích đó. Thích không? Về nhà chơi với gia đình đi má ơi. Giọt nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua. Giọt nước mắt mai sau rơi trên những con đường xứ lạ. Đôi tay nào dìu em trong mưa bay,
đôi môi nào vừa hôn em đắm say, rồi giây phút trái tim anh đổi thay. Giàu nhất đây đẩy 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 con 47 47. Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời, lòng nặng niềm thương về người yêu nơi miền quê trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa. Anh em vui tối ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. 53 anh ơi, cho con số chị đánh coi, bấm đài thu quá à. Rồi đứng yên đó, nghe anh kêu số, anh kêu là linh dữ lắm luôn, chiều nay trúng chắc luôn. Nhưng mà trúng số là phải dẫn anh đi ăn chè cô Ú nghe chưa. Ngày trước quen nhau anh dối lòng trôi từ, vì đời em quá cao sang. Và em vẫn thì thầm khẽ nói rằng trọn yêu anh rồi, trọn đời yêu mãi anh thôi. Để đến hôm nay mưa tìm buồn lối về, tình đầu sao quá mong manh. Ngày xưa nếu đời đừng xuôi khiến, đừng hát câu ân tình, giờ đâu xót xa duyên mình. Các vị à, đó là con số 29 đó mà, hãy gạch đích giờ đi. Sao có ai kinh chưa? Chưa kinh hả? Nếu chưa có kinh thì anh em tôi sẽ kiều tiếp đó mà. Hay nha, mình có gì đâu mà xót xa riêng mình, hãy nghe muội muội hát nè. Hay à, vậy đó hả? Ây à, muội muội hãy hát đi đó mà. Dân ngang mai tú bôi, thánh quân uống say men nồng ha ha ha. Ngồi chinh bề nước ngô cao dời dời, quay phong liệt quanh thâu chư hầu, dành chói rạng nước Ngô liệt cường. Hồng ân dân đàn ước mong nhân sinh ấm no tràn đầy. Hay dạ, là 57 đó nha. Hỡi các quý nhân sinh, đó là những người sinh ra thật là cao quý. Con hạt đó biết không, đó là con hạt giấy đó, phải không thu mũi mũi? À, đúng rồi. Tỷ tỷ bị điên, tự hỏi rồi tự trả lời. Tỷ ơi, hãy cùng nhau lên ngựa cùng muội, chúng ta lên đồi cỏ non giải ngải nào. Anh dấu yêu ơi, em đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không anh? 10 năm hận thù chiếu trong tim, ta trót dông thân, ta trót dông ân, mang túi qua niên làm kiếp lưu đầy. Kiếp lưu đầy con 37, có anh nào hy sinh để cho em lưu đầy không anh ơi? Anh nè, anh xin tình nguyện làm kiếp lưu đầy. Em cứ lưu, em cứ đầy, em cứ hành hạ anh đi, em hãy cứ hút mỡ anh đi. Bởi vì ông ấy yêu em nhiều và xây xưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao ơn hoa tình yêu thắm nồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thâm nồng gọi ông bướm lai hòa nhạc. Bao đau thương khô lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian trưng đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biển cưng anh một tay búng thằng anh tô hoa tranh. Đem sức cai xây điện đài gắm dốc cho ngày mai. 42. Trời, tự nhiên kêu số này cái tự nhiên thèm ăn ốc quá. Ở đây làm gì có ốc cho anh ăn. Không ấy, anh ăn em đỡ đi. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà. Trong đôi 8 nàng là bông bự trắng à, trong đôi 9 trời mùa đêm sức là lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhớt làng trong còn em nhớt cái làng ngoài. 32 cái 32 32
Dân. Và bây giờ xin mời bà con cô bác cùng thưởng thức út mớm hát hồ quảng nè. Thanh hoàng nghĩ suy, kéo hoàng tình lầm, biên thủy quân báo dương gia lòng á tâm theo quân thù. Việc làm mang ra mù giết thất làng để già lâm dòng tội tình. Mong ngài thông hiểu người trung giữ an giang sàng, đâu lẽ đành tâm giết tôi công thần. Hãy nhìn xem tan cớ rành rành, còn lời gì điêu hoa bài phân. Lòng trầm thêm lo rối bời như tờ gió, phán hồng thù riêng đã hại người, làm con mà khanh chẳng khuyên cha mình. Nương nương hãy xem tên ai, khắc vào mũi tên đăng cài. Kim thắng người thất lang tham tài, bà nên bình tâm rõ thông chân tình. Thần xin tâu cùng với thanh minh ngài thương, và cần giữ tâm lành triều đình. Lên truyền ngàn quân vì phép vua, ta nên làm. Số 58 đó các văn võ bá quan của trẫm mà, gạch vô. Tuân lệnh. Gạch vô đi bà con, nghe em kêu tiếp đây. Hỡi người, tình là chi? Tình là chi? Yêu một người mà người đó lại ra đi. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn, nồng ấm ân ái hơn nào. Còn đó bao dấu yêu, nhưng đời ai nào ngờ, trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật như một mình em, vì tin em trao anh dành trọn hết con tim yêu. Mà sao anh đành giang dối hai người. Số 50, số 50 chỉ 50 gạch đất đi. Nè bà kia, nãy chê tôi hát hồ quảng, giờ bà hát được nhạc trẻ cho tôi không hả? Chảnh, chị chơi tiết chim luôn nè cưng. Mời chị. Ai làm cho giọt mưa tuôn, ướt con bướm vàng khi đậu nhánh mù. Chim chuyền nhành ớt nhành dâu, lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm em như thế tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển nam. Chiều chiều, chiều chiều ra đứng bờ sông. Giây phút chạy lòng em có trách đa đa, xin em đừng trách đa đa. Xin em đừng trách đa đa. 413 Ý, số này Quyên không thích, anh kêu tiếp đi Đoàn Minh. Ủa, sao kỳ vậy, sao em không thích số này? Anh biết rồi, thôi, để anh kêu số khác hen. Đeo quan trái đến chết chưa bao giờ dứt tàn, xót mấy là nhớn nơi xa trường tâm thân tàn. Vì hờn căm chẳng phải không nên tình với quân thù, tên đồ lư với la thông vùi chôn khó mong tương phùng. Tâm tình đó quyết chí trao thờ hàng nước phiền lý, đầu quan khiên và phiền đến cho nhan hồng. Quên thù thầm lỡ gây cho đôi mình kết tâm đồng. Hồng nhan gớm ghê muôn đời chán chê, thề không kết xe tháng năm. Con số 55, Hồng Nguyên ơi, số 55 là số đẹp đấy em chịu chưa cơ ơi. Mây trắng bay qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa rừng sữa ngọt đậm tình ta với chàng. Đêm lắng sau khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe man mác gió lòng,
chắc duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. 39 thần tài đó, số thần tài đẹp bất kỳ gì ơi. Trời ơi, mau mau hốt đi gạch đích liền, có tiền có quà. Thích quá, quá. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Con 14 à, à. Sao Phước hát bài này mà Phước khóc dữ vậy? Tự nhiên tôi hát mày tình cha mà tôi nhớ mẹ tôi quá. Sao Phước lãng xè vậy? Đi miền Tây chơi với lộ không? Ừ. Thích lắm nè. Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mọc hoa mi thoa xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, trên lưng trâu nước da nâu mặn mà. Hò hò ơi, cây lúa tốt tươi sông bồi phù sa, đẹp duyên tháp mười quên đời táo tần vui cười. Con 60 em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Ý lộn là con 60 đó quý vị. Út móm lộn, dò tiếp quý vị ơi. Qua thiên san kia ai tiếng rượu vừa tan, vui ca vang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan san, người đừng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người trong chồng còn đứng muôn năm. Gạch đất con 25 nha bà con ơi. Gạch đất con 25 chứ đừng gạch đất em nha quý vị, tội nghiệp em. Thương con thao thức bao đêm dài, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội chéo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Con số 4, con số 4, con số 4, con số 4. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi, bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không. 24, 24 cũng nó luôn gạch vô luôn gạch vô luôn. Trong thôn gửi trao ai người tình cũ, quên đi ngày tháng vẫn mong chờ, mong ai xa dặm ngang đâu còn nửa chuyện năm xưa. Khép tim yêu thầm kinh chốn quê phòng, nghe lời ai vừa thốt, tình chàng em đây rõ lòng. Trọn đời không quên phút này, ôi tim yêu trong lòng mình càng dương dâng. Câu mai trúc trọn đời xin nguyện thề chàng theo gió mây. Số 11 đây, Hồng Quyên tới bà kìa, đứa nó buồn hoài hả? Chiều nay ra bờ sông vắng, thấy con chuồng chuồng bay về, chuồng chuồng đưa tin báo mai này về chốn xưa. Con chuồng chuồng bay về quay lại bờ bến xưa. Ngày em đi trời đang bao dung, ngày em đi con ai ngóng trông, để cho mẹ trách bỏ đi
đời mình con gái, con như mẹ trách thì trách ai. Con 22 nghe quý vị ơi, có ai đợi chưa số đẹp nè? Có đợi thì cũng đợi em kêu, chứ không tới phiền chị nha. Bà con ơi, nghe em kêu nè. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi gia lý thật thơm. Khi đêm sang đông 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 đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, tràn bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa tin, nàng nhận những làm thinh. 49, con 49 gái đoan trinh, không phải dễ yêu đâu à nha. Phải không, phải không, chắc chưa? Đừng nghi lắm mà nha. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Em bao xót xa mình tối, em ơi tình si. Em như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em, đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối? Em bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình em thôi. 31 tuổi thôi bà con ơi, gánh đất vô. Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều, lần về qua anh ghé thăm em. Quà cho nhau em tặng anh chiếc khăn theo màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kính thưa quý vị, người ta thường nói cuốn một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Công đức vô lượng. Cái gì vậy bà nội? Lãng xẹt vậy? Có nghĩa là tôi bút bóp chúng em luôn luôn mong muốn với quý vị rằng một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. 10 tháng thuốc bổ có nghĩa là bổ lắm quý vị. Rồi tóm lại là số mấy? Trời ơi là trời. Anh nụ cười là số 40. Số 40 là ông Tám. Mà chúng mình đó bà nội. Em nội cầm điện vậy nha. Rồi sao? Cái nội lãng quà của chúng nó là ai? Là đòn lô tô út mớm của chúng em lại tốn thêm một cái nồi cơm điện. Anh đừng khen ngại lắm. Tại vì hôm nay cả nhà biết sao, hôm nay là quay cái lô tô út mớm 2 cho anh Khu Huy Vũ. Và ngày hôm nay thì Út tới đây rất là sớm. Và đặc biệt ngày hôm nay là có nhiều anh em trong lĩnh vực, đúng không anh? Đúng rồi. Bên hài cũng có nè, bên nhạc trẻ, trữ tình, văn ca đều có mặt hết trong cái lô tô của anh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vô hội trường xíu được không? Đúng rồi. Đây em thấy có ba anh chị đây. Đúng rồi đó. Đang tắm chuyện quá trời. Thấy chưa? Đúng hay chưa? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi đó, đây, đây cái gì? Không có nhiều gì vậy. Không có nói gì hết. Anh em tôi chỉ bàn tán cái chuyện liên quan chứ không nói cái gì không liên quan gì tới Khu Vũ hết. Ủa, nhưng mà chị ơi, từ nãy giờ tôi em chưa nói gì mà. Ôi, chị ơi, tới cái hồn rồi mọi người ơi. Trời ơi, tập trung làm việc đi nè, đừng có nói chuyện nữa mọi người ơi. Trễ tiếng lộn em rồi. Rất là tốn tiền và sót lòng sót dạ. Rất là sót lòng sót dạ nhà sản xuất mọi người. Gắng giúp đỡ giùm em, giúp đỡ giùm anh Khu Huy Vũ đi mọi người. Năm trà. Bớt cái miệng lại xíu em. Năm trà lần cái môi vô em. Lụm vô nè, 2 3. Lụm. Má. Kính thưa quý vị khán giả. Em đã tốn 2 lần phẫu thuật thẩm mỹ rồi mà cắt vẫn không hết cái môi dưới. Ơi cái áo của ở sao kỳ vậy? Tem cái đuôi vô. Tập trung nè. Đó. Đó, bây giờ đến với lô tô số mớm em có tâm tư gì? Anh đi ra coi, giữ cho người em vậy. Anh là ai em không biết, anh đi ra đi. Lần này được tham gia cùng với anh Khu Huy Vũ, đặc biệt là với cô Ú rồi tất cả các anh chị ca sĩ này. Hồng Uyên cảm thấy rất là vui. Hồng Uyên chắc chắn là cái album này sẽ được nhiều tình thương của tất cả quý vị khán giả, đúng không ạ? Vui lắm, vui lắm. À đúng rồi quý vị ơi.
không có, chị Quyên đi là chỉ để góp mặt là vui thôi. Còn chị, chuyện lương phải là chuyện để tính sau anh ha, đúng không? Em đang đổi, đang đổi tâm tư. Em đang đổi tâm trạng. À, có nghĩa ý là chị tới suy nghĩ là qua bữa sau quay thêm cái nữa không lấy tiền nữa, đúng không? Làm dễ sợ lắm. Chị không định là tâm tư thêm cho cái lương. Rồi, à, anh Minh đây. Đó anh Minh. À, mình có tâm tư gì cho Toto Út Mớm lần này nữa. Cái cục này, cái cục này nói nghe không? Nghe anh độ thu lớn lắm đó. Cái anten, anten này. Mấy cái này là anh biết gì không? Lọc cái tiếng á. Cái này lọc gió, lọc gió. Cái này của mình mà nó văng á là cái này nó thấm vô. Hai vô vấn đề. Tôi không ngờ cái anten của Vũ nó nhiều lắm. Qua qua này lại này nha. Là anh bây giờ 2 3 vô. Giờ hỏi gì hỏi đi. Hỏi là tâm tư của anh là tâm tư hả? Thật sự hôm nay được tham gia một cái chương trình của khu Vũ cùng với tất cả anh em nghệ sĩ ca sĩ như thế này thì rất là vui, rất là hứng khởi. Vui lắm không? Vui. Vô lấy tiền lương đó không? Không có lấy lương, không có lấy lương. Tâm trạng không? Vui lắm, vui, vui lắm. Không, đặc biệt sao? Lấy vui không? Đặc biệt trong đợt này là Ú và anh Đồng Minh là hai chồng bán thịt heo cả nhà, ủng hộ thịt heo em đi. Là không lấy lương luôn đó cả nhà. Không lấy lương. Không lấy lương luôn. Không lấy lương. Chị lấy thật thôi. Không lấy lương đâu. Dạ. Giờ chị buồn hay vui? Giờ buồn hay vui nè. Nói chung vui. 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 Bây giờ ba người, bốn người có thể nào gọi một kêu một hai câu gì kêu số cho khán giả mình thú vị hơn nè. Đó. Quyên kêu đi, Quyên. Quyên kêu cho Quyên. Em chỉ có biết một cái mà kêu số là họ tà thiên đại thánh đại náo thiền cùng bị đứt dây thun tuột quần chạy trốn con số 4 thôi. Em chỉ biết cái đó thôi. Em biết không? Chỗ tài mình 2 3 action. Yeah. Cũng tề thiên đại thánh đánh giới hồng hài vừa mới ra tay đánh nhầm bát giới còn số bài còn ôi giờ cày lại đâu dính gì đâu ta băng không dính gì đâu dính gì đâu lại cân lại cân vậy cho nó thỏa má ơi tôi chưa có chuẩn bị má mãn hai ba vô làm khó vậy mới được. Chiều ra đứng tay lầu tay tay lầu tay đội số mấy thấy em tan tình mà gánh nước tưới cây ngô đồng số mấy ông nói số không nha là con số không. Vỗ tay đi em kêu chứ. Em suy nghĩ. Nam trà vô đây. Khoan nha. Như. Dạ. Tập trung. Dạ, rồi. Tập trung. 2 3 vô. Trời ơi gì mời xa cơ giữa chiến trường thọ tiên. Nam gió đông sơ đành chia tay vĩnh di bạc đô. Ha, con số ba, con số ba, con số ba là con số ba. Mấy còn mấy cỡ ra. La. Hát luôn. Rồi em hát đi con. Chị nhỏ. Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Đình Nhí. Thấp thôi cái này nhiều lắm đó. Rồi bây giờ em hát câu. Lần lần mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy gì đây, số gì đây? Kể từ lúc công nương theo chồng rơi gác xoan hoàng cung, mà ma thầm lo châm mối tơ do nên suốt đêm ta theo rình mò. Kể từ lúc cung son lên đèn thăm bước theo hào chân, mời hay thì ra con bách diêm xương, hai đứa trong đêm khuya đánh bài con số 2. Con số 2. Giỏi giỏi nè. Đó. Chủ nhân chị nè, tới chị nè. Đi có bài nào xong kiếm nè. Đó nãy giờ đơn nhiều quá rồi, hai người. Hai chị mình hát cái gì giờ chị? Không biết. Em tiếng Anh nha chị. Dạ. Để Loto hội nhập với quốc tế và vươn xa ra tầm thế giới. Đặc biệt là sẽ giới thiệu cái nghệ thuật Loto này đến tất cả bạn bè 547 thì em xin hát Loto bằng tiếng Anh nha mọi người. Dạ. Loto bằng tiếng Anh đó mọi người ơi. Though you are, karama come, come you are. Sunrise like a diamond. Far like a beautiful sea. I'll be truly happy. You and I. Well, a diamond in the sky. Ever shine brighty. Empty of everything. I saw the light inside your eye.
Tonight, you and I were beautiful like diamond in the sky. 32 32 32 32 Ôi, giờ đó, thôi đó, anh cho xin phép dịch lại nguyên đoạn này. Thôi, tha cho nó đi, anh tha cho nó đi. Rồi, mời mọi người vô phim trường đi, mọi người vô đi. Đạo diễn.